Nhận định Việt Nam đối đầu Thái Lan ngày mùng 10 tháng 9, thầy Park nói thẳng kết quả trận đấu, người hâm mộ bật ngửa. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày mùng 10 tháng 9 tại giải giao hữu quốc tế LP Bank Cup 2024 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á. Đây không chỉ là trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực mà còn là cuộc đối đầu mang nhiều ý nghĩa lịch sử khi Việt Nam và Thái Lan luôn là đối thủ không đội trời chung trên sân cỏ. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân Mỹ Đình và cả hai đội tuyển đều đang nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng. Điểm đặc biệt trước trận đấu lần này là những nhận định sắc bén từ cựu huấn luyện viên Park Hang-seo, người từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam qua nhiều trận đấu kịch tính với Thái Lan. Ông Park dù đã rời khỏi vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia nhưng vẫn luôn theo dõi sát sao diễn biến của bóng đá Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, huấn luyện viên Park đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về kết quả của trận đấu sắp tới giữa Việt Nam và Thái Lan. Nhận định của ông đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ và bất ngờ. Huấn luyện viên Park Hang Seo không ngần ngại chỉ ra những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt khi chạm trán Thái Lan. Theo ông, đội tuyển Việt Nam hiện đang ở giai đoạn chuyển giao dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik và điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định và sự gắn kết trong lối chơi của đội. Ông Park cho rằng dù huấn luyện viên Kim đã có nhiều nỗ lực thử nghiệm đội hình và chiến thuật mới, nhưng những thay đổi này vẫn chưa mang lại kết quả thực sự ấn tượng. Cụ thể, trận thua 0-3 trước đội tuyển Nga mới đây đã phơi bày nhiều điểm yếu của đội tuyển, đặc biệt là ở khâu phòng ngự và khả năng phối hợp tấn công. Thái Lan thì ngược lại, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Masatada Ishii đang có phong độ ổn định và sở hữu đội hình mạnh mẽ. Đội bóng này luôn biết cách kiểm soát trận đấu và tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ. Huấn luyện viên Park đã nhấn mạnh rằng Thái Lan không chỉ là đối thủ chuyên kiếp của Việt Nam mà còn là đội bóng luôn duy trì được sự kỷ luật và hiệu quả trong lối chơi. Điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực cho huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò, đặc biệt là khi họ đang cần khẳng định lại phong độ sau trận thua trước Nga. Một trong những điểm mấu chốt mà huấn luyện viên Park đề cập đến chính là yếu tố tinh thần. Ông Park từng rất thành công trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết và quyết tâm chiến thắng cho các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là trong các trận đấu quan trọng với Thái Lan. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng với sự thay đổi trong đội ngũ ban huấn luyện và những thử nghiệm chiến thuật mới, tinh thần của các cầu thủ có thể bị ảnh hưởng. Ông Park chia sẻ, "Tinh thần là yếu tố quan trọng nhất khi đối đầu với Thái Lan. Nếu đội tuyển Việt Nam không giữ được sự tự tin và quyết tâm, trận đấu này sẽ rất khó khăn." Bên cạnh những lo ngại, huấn luyện viên Park cũng đưa ra một số gợi ý cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trong việc sắp xếp đội hình và chiến thuật để đối phó với Thái Lan. Ông nhấn mạnh rằng cần phải khắc phục ngay những sai lầm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là việc kiểm soát bóng và khả năng xử lý những tình huống nguy hiểm. Ông Park cảnh báo không thể để những sai lầm cá nhân như của Đặng Văn Lâm lặp lại trong trận đấu với Thái Lan. Mỗi sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park cũng khuyến cáo rằng Huấn luyện viên Kim Sang-sik nên đặt niềm tin vào các cựu binh có kinh nghiệm như Quang Hải và Tiến Linh để tạo nên sự khác biệt. Dù các cầu thủ trẻ như Hai Long và Văn Trường đã có những màn trình diễn tích cực trong trận đấu với Nga, nhưng khi đối đầu với Thái Lan, sự kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu là yếu tố quan trọng để đội tuyển Việt Nam có thể đứng vững trước áp lực. Nhận định về kết quả trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không ngần ngại nói thẳng rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng khả năng đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng là rất cao nếu Việt Nam không thể hiện được lối chơi sáng tạo và không khắc phục được những điểm yếu. Ông Park chia sẻ, Thái Lan là một đối thủ khó chơi. Nếu Việt Nam không thay đổi cách tiếp cận trận đấu và tận dụng tốt các cơ hội, tôi e rằng kết quả sẽ không khả quan. Sau khi đưa ra những nhận định thẳng thắn về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày 10 tháng 9 sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục gây bất ngờ khi dự đoán rằng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa không đều. Dự đoán này khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng bởi cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn được kỳ vọng là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng. Tuy nhiên với kinh nghiệm dày dặn của mình, huấn luyện viên Park tin rằng cả hai đội sẽ gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương, dẫn đến một kết quả hòa không bàn thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng rất thành công trong các cuộc đối đầu với Thái Lan và ông hiểu rõ sự căng thẳng, quyết liệt trong những trận đấu này cả Việt Nam và Thái Lan đều không muốn thua trong các cuộc đối đầu truyền thống, đặc biệt là trong một giải đấu giao hữu quốc tế quan trọng như LP Bank Cup 2024. Chính vì thế, ông cho rằng cả hai đội sẽ chơi với sự thận trọng cao độ, đặc biệt ở khâu phòng ngự để tránh mắc sai lầm đáng tiếc. Theo huấn luyện viên Park, Việt Nam dù đang trong giai đoạn thử nghiệm dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik nhưng vẫn có khả năng bảo vệ khung thành trước những đợt tấn công của Thái Lan. Ông Park nhận định hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam nếu chơi đúng khả năng hoàn toàn có thể giữ sạch lưới trước Thái Lan. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ phải có sự tập trung cao độ và không để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm. Ông cũng chỉ ra rằng đội tuyển Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Masatada Ishii có lối chơi kỷ luật và tổ chức tốt nhưng không quá mạnh mẽ trong tấn công ở những trận đấu quan trọng. Điều này có thể khiến trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm và ít có những cơ hội rõ ràng cho cả hai đội. Thái Lan có thể sẽ chơi chặt chẽ, không mạo hiểm dâng cao đội hình, đặc biệt là khi họ hiểu rằng Việt Nam cũng rất mạnh trong những tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, ông Park cũng không quên nhấn mạnh rằng dù dự đoán một kết quả hòa không đều, nhưng mọi thứ vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự linh hoạt trong chiến thuật của hai đội. Nếu một trong hai đội tuyển quyết định chơi mạo hiểm hơn trong hiệp 2, trận đấu có thể sẽ có bàn thắng. Ông Park chia sẻ, bóng đá luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ và nếu Việt Nam hoặc Thái Lan tận dụng được khoảnh khắc sai lầm của đối phương, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Dự đoán hòa không đều của huấn luyện viên Park Hang-seo tuy có phần thận trọng, nhưng nó phản ánh rõ tính chất căng thẳng và thận trọng của các trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây không chỉ là cuộc đối đầu về mặt kỹ thuật mà còn là sự cân não trong cách tiếp cận trận đấu. Cả hai đội đều hiểu rõ rằng một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt người hâm mộ bóng đá việt nam có thể cảm thấy hơi thất vọng với dự đoán này bởi họ luôn mong muốn chứng kiến một trận đấu sôi động với nhiều bàn thắng tuy nhiên với sự cẩn trọng của cả hai đội và những toàn tính chiến thuật từ ban huấn luyện một trận hòa không bàn thắng cũng là kết quả không quá bất ngờ kết quả trận đấu có thể sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau từ điều kiện thời tiết sự phối hợp giữa các cầu thủ đến sự điều chỉnh chiến thuật của huấn luyện viên hai bên nhưng dù kết quả có ra sao trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày mùng 10 tháng 9 chắc chắn sẽ là một cuộc so tài đáng chờ đợi, nơi mà cả hai đội đều muốn khẳng định vị thế của mình trong khu vực Đông Nam Á. Người hâm mộ cả hai nước sẽ theo dõi từng đường bóng, từng pha tranh chấp trên sân để chứng kiến ai sẽ là người chiếm ưu thế trong trận đấu đầy tính lịch sử này. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và huấn luyện viên Masatada Ishii đều có trong tay những quân bài chất lượng và trận đấu này sẽ là cơ hội để họ thể hiện khả năng cầm quân của mình trước sự mong đợi của hàng triệu người hâm mộ. Trận đấu sẽ không chỉ mang tính chất giao hữu mà còn là cuộc chiến để khẳng định vị trí của hai đội tuyển mạnh nhất khu vực. Với dự đoán hòa không đều của huấn luyện viên Park Hang-seo, trận đấu có thể sẽ diễn ra với sự thận trọng tối đa nhưng cũng sẽ không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ và gai cấn. Điều mà người hâm mộ kỳ vọng là một màn trình diễn quả cảm và quyết tâm từ đội tuyển Việt Nam khi họ đứng trước cơ hội để giành lấy niềm tự hào và vinh quang trong một trận đấu đầy ý nghĩa những nhận định thẳng thắn của huấn luyện viên park đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bật ngửa bởi họ luôn kỳ vọng vào một chiến thắng của đội tuyển việt nam trước thái lan tuy nhiên những lời nói của ông cũng phản ánh đúng thực tế hiện tại của đội tuyển khi họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn chuyển giao sự kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ luôn là áp lực đối với đội tuyển nhưng cũng là động lực để các cầu thủ thi đấu hết mình Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày mùng 10 tháng 9 tới đây sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khẳng định lại mình sau những thất bại và thử nghiệm. Dù huấn luyện viên Park đã đưa ra những nhận định có phần bi quan, nhưng người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào một trận đấu sôi động và hấp dẫn. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải chứng minh rằng họ có thể vượt qua những khó khăn và tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mà huấn luyện viên Park đã xây dựng trước đây. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn mang lại nhiều cảm xúc và kịch tính. Đây sẽ là trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng và dù kết quả có ra sao, người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến một màn so tài đáng nhớ trên sân Mỹ Đình. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày mùng 10 tháng 9 trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế LP Bank Cup 2024 không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Thái Lan mà còn trở thành tâm điểm của báo chí Đông Nam Á. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực luôn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là trận đấu kinh điển, nơi hai nền bóng đá truyền thống và đầy duyên nợ gặp nhau. Các tờ báo thể thao tại Đông Nam Á đã có những nhận định chi tiết về cuộc so tài sắp tới này, với nhiều góc nhìn khác nhau về kết quả và diễn biến trận đấu. Theo nhiều tờ báo lớn tại Thái Lan, đội tuyển nước này đang được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu với Việt Nam nhờ vào phong độ ổn định và lực lượng mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Masatada Ishii một số trang báo Thái Lan như Siam Sport và Thái Rat đều đồng tình rằng đội tuyển Thái Lan có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng nhờ vào sự gắn kết trong lối chơi cũng như khả năng kiểm soát bóng tốt của các cầu thủ. Họ cho rằng việc Thái Lan không chỉ sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm mà còn có những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng là một lợi thế lớn. Huấn luyện viên Masatada Isi cũng được ca ngợi về sự khôn ngoan trong chiến thuật và khả năng điều chỉnh linh hoạt đội hình, đặc biệt là trong những trận đấu mang tính chất căng thẳng như cuộc đối đầu với Việt Nam. Bên cạnh đó, Bangkok Post nhận định rằng Thái Lan sẽ gặp không ít khó khăn trước Việt Nam, đặc biệt là khi đối thủ đã có sự tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và giờ tiếp tục được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kim Sang-sik. tờ báo này cũng chỉ ra rằng dù Việt Nam đang trong giai đoạn thử nghiệm chiến thuật nhưng với sự quyết tâm và lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước Thái Lan. Bangkok Boss cũng nhấn mạnh rằng việc giữ sạch lưới và khai thác những sơ hở của hàng thủ Việt Nam sẽ là chìa khóa để Thái Lan giành chiến thắng trong trận đấu này. Ở Việt Nam, các tờ báo như Thanh niên và Tuổi trẻ đưa ra nhận định rằng đội tuyển Việt Nam có thể gặp khó khăn trước Thái Lan, nhưng không vì thế mà cơ hội chiến thắng của đội chủ nhà bị đánh giá thấp. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trong quá trình xây dựng lại đội hình với sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và các tài năng trẻ. Mặc dù trận đấu trước Nga chưa đạt được kết quả như mong đợi, nhưng các chuyên gia vẫn tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể chơi một trận đấu sòng phẳng với Thái Lan, đặc biệt là khi hai đội bóng này luôn có lịch sử đối đầu cân bằng. Theo The Straits Times của Singapore, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan được dự báo sẽ là trận đấu chiến thuật, nơi cả hai đội đều thể hiện sự thận trọng. Tờ báo này nhấn mạnh rằng cả Việt Nam và Thái Lan đều không muốn thua trong trận đấu này. Việc hai đội có thể chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng cũng là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra khi cả hai đội đều có hàng thủ vững chắc và sẵn sàng chơi chặt chẽ để tránh mắc sai lầm. Trong khi đó, Bola Sport của Indonesia lại có cách nhìn khác. Họ cho rằng trận đấu này sẽ không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ bởi cả hai đội đều có những cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt. Tờ báo này đặc biệt chú ý đến Quang Hải của Việt Nam và Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Hai cầu thủ tấn công hàng đầu của khu vực, Bola Sports dự đoán rằng trận đấu có thể sẽ chứng kiến nhiều pha tấn công hấp dẫn và sự xuất sắc của các cá nhân sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Trên trang ESPN Asia, các chuyên gia bóng đá khu vực cũng đánh giá trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất tại Đông Nam Á trong năm 2024. Họ nhận định rằng cả hai đội đều đang ở giai đoạn xây dựng lại sau những thay đổi trong đội ngũ huấn luyện và lực lượng cầu thủ tuy nhiên espn asia tin rằng đội tuyển việt nam sẽ có lợi thế hơn khi thi đấu trên sân nhà nơi họ nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ hàng chục nghìn cổ động viên theo nhận định của espn trận đấu có thể diễn ra với nhịp độ nhanh và kịch tính nhưng cuối cùng có thể sẽ không có đội nào giành chiến thắng với tỷ số hòa một đều là kết quả được dự đoán nhìn chung báo chí đông nam á đều đồng ý rằng trận đấu giữa việt nam và thái lan sẽ rất cân bằng và khó đoán cả hai đội đều có những điểm mạnh và yếu riêng và cách tiếp cận trận đấu sẽ là yếu tố quyết định đến kết quả cuối cùng việc dự đoán một kết quả hòa là phổ biến nhưng không loại trừ khả năng bất ngờ từ bất kỳ đội nào nếu họ tận dụng tốt các cơ hội người hâm mộ bóng đá khắp đông nam á đang nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của hai đội bóng mạnh nhất khu vực trận đấu này không chỉ là cơ hội để việt nam và thái lan khẳng định vị thế mà còn là dịp để cả hai đội rút ra những bài học quý giá trước những giải đấu lớn sắp tới dù kết quả có ra sao cuộc đối đầu vào ngày 10 tháng 9 hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây hồi hộp và kịch tính cho người hâm mộ bóng đá.